Còn những chư thiên mà thiện nguyện xuống, trừ khi những chân mệnh cao thì là khác nha. Chư Phụ chỉ nói là chung dung những người bình thường, những chư thiên bình thường xuống để mà hộ pháp thời nay. Đa số mình nói là bề trên không có cho nhiều tiền, mà cũng chẳng có cho nghèo, vừa đủ sống. Tại vì nhiều tiền sẽ quên đi nhiệm vụ. Đó là thật á. Mà nên nhớ, mình phải để ý trong đường đời á, những chư thiên mà theo hộ pháp thời nay với thiên tướng chuyện này xuống trần á, là cuộc đời lúc nào cũng có lận đận lao đao. Tại lận đận lao đao á, mình mới biết đá biết vàng, mới biết bậc anh tài khi mà xuống á, mà bị rớt xuống á, đó là cái thử thách của mình. Còn cái gì mà cũng thuận lợi hay xưa gia đình giàu có đầy đủ sung sướng á, thì cái đó là không có làm được chuyện công đức. Đó không phải là người mang sứ mệnh. Mang sứ mệnh đa số là long đong lận đận, nhất là chuyện tình cảm á nghe. Mình phải đi cặp mình phải đi quen với mấy cái người hung dữ. Đỡ cõi khác nó phải hung dữ, cõi thấp thì nó hung dữ. Thì từ đó mình mới biết khổ. Sau này về trời á, mình mới thấy trời ơi, sao hồi xưa tôi xuống trần tôi lại quen với cái thằng cốt con gấu chi, tánh của nó như gấu, nằm gần nó hôi vậy mà tôi cũng chịu nổi. Ví dụ vậy đó. Tại vì cái cốt của mình á, nó nằm ở trong cái, nó nằm ẩn trong cái thân hình con người mà mình không biết cái người phối ngẫu của mình là cốt gì. Có nhiều lần sư phụ nói chuyện với cha với mẹ hay là mấy chư thiên trên trời, phụ mang mấy người mà gọi là lì lợm không tin á ngồi kế bên, mấy vị không có thích, trời ơi mang con heo vô trượt nó thúi. Nhưng mà con người thì mình nhìn cái hình người, nhưng mà thật sự bên trong á, ẩn bên trong là một cái con thú. Con thú thì nó cũng có mùi hôi của con đó đó. Rồi cái khi mà có một lần lâu rồi, chùa mở nhãn thông cách đây mười mấy chục năm, nhìn qua cái người nằm cái bên mình á, mặt thấy gớm. À mà lúc mà không có nhãn á, thì nhìn hồ đẹp lắm không? Hung đồ không? Mà tới mở nhãn ra là quảng hồn. Thì cho nên cõi trời với cõi thế gian nó khác nhau nhiều cái đó. Tại mấy con không có biết, đừng tưởng ai cũng giống hệt ai. Hồi xưa cái núi này cũng vậy. Có thằng Huy nó ở trên chùa Kim Sơn xuống đây, nó làm phụ trồng cây rồi nè, những năm đầu rất là cực. Cốt của nó là con chó. Tự nhiên nó thích chó, nó thấy chó hoang, nó đem nhà nuôi mười mấy con á. Ngày nào làm xong ở núi này, nó cũng đi mấy tiệm phở vòng vòng đây nè, phở góc đường này, nó lụm mấy cục xíu quách về, nó chó ăn nhảy vô thùng rác mới bươi bươi lụm vậy đó, cực vậy đó. Được là nó là cốt chó cho nên nó thích chó. Mà có một lần nó ngồi đây thì thường thường làm chung, hồi xưa cũng vắng vẻ lắm, thì mấy vị về mà có nó là mấy vị không ưa. Trời ơi, con có con chó ngồi đó thôi, chư thiên sợ nhất là mùi hôi. Thì nhưng mà cơ thể sư phụ thì khác hơn người thường. Phụ có bảy dòng hào quang, mùi thơm không mà mấy con muốn cái đó đó là mấy con phải gán tu. Tu để mà thường thường mấy đứa cõi trời đó ít bệnh hôi hay này nọ nghe, tự nhiên nó vậy. Để ý đi, mình mà có thằng chồng hay có thằng vợ nó hôi quá là coi ra nó cõi nào, mà cõi trời ít có bị mấy cái đó. Nói này người ta nói mình kỳ thị không ta? Không, nó là thiệt. Tại về sau này nhân loại sẽ hiểu là về vô vi cõi trời với cõi này nọ đó đều là khoa học hết, nó là thật hết. Mang cái thân người này nè là do mình ăn đồ ăn và do cha mẹ trần sanh ra mình, thì mình có cái dung mạo như thế thôi, chứ bên trong mình là một con người khác, hoàn toàn là một người khác. Cũng giống như Kiệt vậy, ban đêm ngủ Kiệt đi ra, Kiệt mặc áo long bào đàng hoàng, một thái tử rất là đẹp trai. Ở đây thiếu người biết, mấy người có thần thông mở nhãn thấy tướng của Kiệt là quảng hồn,
không phải xấu như kiểu này. Bọn kia làm gì có mắt kiến cận. Hỏi hồi xưa mấy ông này ra tạng mấy ông biết mặc đồ trắng mà có những lúc mà hỏi ông bào này.